Chào các bạn. Mình là Miếu Seven, mình là bác sĩ Em. Lần trước mình đã nói rồi, và lần này mình quay lại với ekip hai anh em bác sĩ phối hợp với mình để làm những video tiếp theo phục vụ cho các bạn. Và xin giới thiệu với các bạn, như nãy bạn này nói, đây là bác sĩ Em. Quý này là bác sĩ Anh. Đó, là nó cameraman đó. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đến với cái này. Cái gì đây? Đây là gì mày? Nước mắm chin su. Chin su hả? Nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Trời, thúi chứ thơm đâu cố. Bây giờ mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn luôn, là anh em mình hôm nay quyết định thử thách một cái rất là to lớn. To lớn. Nói gì biết không? Nói đi. Là ăn cơm với nước mắm. Quá bình thường, ăn cơm với nước mắm mà quá bình thường. Hôm nay tụi mình sẽ lấy nước mắm mà thay canh. Ăn cơm thay canh luôn. Là tụi mình đổ đầy ắp luôn như canh là ăn hết luôn. Để coi sức chịu đựng của mình thế nào. Hôm nay đây cũng không phải là một cuộc thi, nhưng mà các bạn cứ coi như là một cuộc thi đi, để coi thằng nào mạnh hơn thằng nào, và thằng nào tăng trông chết, thằng nào tăng trông chết trước nha. Ok, giờ mình sẽ đổ nước mắm vô nha. Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Vô tay thấm quá này. Thấm quá. Thôi. Ngon. Thử trước cần thử trước cái nha. Đó, nước mắm nguyên chất nha các bạn. Nước mắm thiệt nha. Thửi rồi cameraman. Thửi rồi. Rồi, đây. Nhờ. Đó, thấy chưa? Bây giờ nè, đó là thử thôi. Bây giờ nha. Đó, mình sẽ đổ vô đây nè, mà các bạn thấy như canh luôn nè. Thấy chưa? Trời ơi. Đó. Trời ơi. Cái này nó xạo rồi, mặt tái như rít nhái. Đúng rồi. Ủa, anh chưa đổ tao nhiều mà anh đổ anh ít vậy? Em thiên vị tôi à? Đổ nhiều vô, đổ băng mới được. Chú làm căng dữ vậy. Căng gì, cái này là phải đàng hoàng. Rồi, giỡn thử lòng chú chút xíu cho vui mà, để tôi đổ vô cho. Căng quá. Tôi chưa nhắc tới cái vụ là chú xúc cơm cho tôi nhiều hơn. Thấy ở lạnh rồi. Thấy chưa? Cái này là đúng là chuẩn canh luôn. Nước mắm năm ngưng. Đổ nước hồn. Làm vỗ thanh giá đi. Đi á. Bay. Đổ mỡ hồn ra đây. Thôi. Sao cái vòng hoài vậy? Làm tí đi. Mời. Ăn trước đi. Trời ơi. Mày ăn trước đi. Trời ơi, mày ăn trước đi. Ghê quá. Nè. Mày cho tao mượn cái tẩy đi. Trời ơi, má nó mặn nè luôn. Các bạn nhớ like, subscribe nha. Cái màn này tụi mình hy sinh quá lớn, thậm chí là có thể là hy sinh cả tính mạng luôn. Nó lên máu tăng xong chết luôn hai thằng. Nên là các bạn phải đừng có phụ lòng hy sinh của tụi mình nha. Các em thử ạ. Làm việc luôn à. Mặn đi. Trời ơi. Tẩy. Vậy mới gọi là thử thách. Ngon nè. Ngon mà nội mày. Trời ơi. Vã mồ hôi vậy. Cameraman nó cười. Mày cười đi, mày cứ cười đi. Làm gì ghê. Ôi.
ăn trong này chắc nhập viện quá. Bây giờ anh em mình chơi ăn gian chút xíu đi. Chứ má không ăn gian là chết. Về ăn gian Sóc Trăng vậy đại. Vô mà. Lợi đổ hết một hai hộp rồi anh ơi. Xe cứu thương sẵn đi. Đổ lắm. Rồi chị không nổi rồi. Nước như là chéo luôn á. Kiểu này chắc không qua canh này quá. Anh đang chờ mình chút xíu. Có vấn đề không? Ủa đâu? Anh cứ ăn bình thường đi. Ủa đâu? Ổn. Chứ em cũng ăn xong rồi đó. Mời bạn miếng đấy nha. Còn bạn thử đi. Khuyến cáo bạn đừng lên làm mình tại nhà nha. Mình anh em mình là ngu lắm rồi. Đừng lên làm tại nhà nha. Trời ơi, mồi ôi con, mồi ôi cha, mồi ôi mẹ, đổ tung lưng tù la hết. Rồi anh kia đâu rồi? Nguyên sẽ bảo lên mèo. Cắt đi xuống ói mà đấu với đó rồi bạn. Cái này chịu không nổi đâu. Rồi mình cũng không chịu nổi nữa rồi. Chắc phải đi quá. Sao rồi ăn tới đâu rồi? Tới đâu gì ăn vô đây nè. Còn ăn không? Đây em. Còn ăn không? Đấy em. Hết chịu nổi rồi. Đấy em. Má đầu nó mắc ói dữ trời. Chị ông nội. Nhà đóng nhớ kìa là. Thằng bác sĩ em còn ăn phải không? Mình tuyên bố dõng dạc luôn. Không ăn. Không ăn nổi. Cái này cái cờ trắng không cố. Nói chung là nãy giờ không ăn được mấy muỗng à. Không. Là cờ trắng tuyên bố đầu hàng á. Ăn cái này ăn xong chết luôn á. Khuyến cáo bạn là vậy đừng lên thử như anh em mình nha. Trời ơi. Nên là anh đầu hàng hả? Đầu hàng. Không chơi lại nữa hả? Vừa thôi. Em cũng chấp tay xin thua. Em bó tay rồi anh ơi. Còn rồi như các bạn là nó khó ăn cực kỳ luôn. Cực kỳ khó ăn. Vậy khó ăn bà cố luôn. Rồi. Cực kỳ khó ăn luôn các bạn nè. Hai chén nãy giờ cũng ăn được rồi, mỗi chén. Và bên nào ăn bên nào thua. Cũng ngang ngang nhau à. Vậy là quê ha. Quê ha. Quê nè. Rồi ok. Thật tiếc các bạn ơi, thật tiếc là tụi mình cái màn thử thách này tụi mình chưa đi được tới một nửa chặng đường luôn mà tụi mình bỏ cuộc cờ trắng đầu hàng luôn rồi. Trời ơi, người ta nói ăn nước mắm mà dễ bị tăng xong lắm. Nó lên huyết áp á.
mà lên huyết áp thì mấy bạn biết rồi, trời đã nóng được nè, đang ngồi trong cái phòng studio của mình. Studio và hôm nay mình với bác sĩ em quyết định thử thách nhưng mà cái màn này xin được kết thúc ở đây. Xin lỗi quý vị là nó không thành công, hẹn quý vị vào một dịp khác. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho mình. Lần sau mình sẽ có màn thử thách độc đáo hơn nữa với những thứ xung quanh ta. Mình các bạn tại các bạn ủng hộ chưa nhiều cho nên là mình chỉ làm những thứ xung quanh ta cho nó tiết kiệm thôi. Chứ nếu mà sau này các bạn ủng hộ nữa thì mình sẽ thử thách những cái ghê gớm hơn bằng cách là ném tiền qua cửa sổ. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ YouTube cho mình nha. Bye bye.